Hey, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Thì hôm nay chúng ta sẽ đi chạy run GBG và hôm nay là ngày đầu tiên đấy, ngày đầu tiên của run luôn. Đấy, ngày 24 này. Đó. Rồi thì bây giờ mình sẽ chạy run, và cũng như là cho em xem con bơm băng này nó sẽ tác dụng như thế nào trong run. Đấy. Chung là nó rất là đáng đồng tiền anh em thật sự ấy. Thì cái mức giá 4.000 4.600 thì phải. Đấy thì mức giá đó thì mình nghĩ là nếu như mà mua thì anh em nào mà chơi chơi QG đấy thì các bạn có thể sắm về để xài. Nói chung là nó ngon mà. Đấy, lại tiến hóa lên nữa là ngon rồi. Thì các bạn nào mà tạm thời các bạn xài bậc bậc 1 thôi. Bậc 0 thôi, còn mình thì được tặng thì được xài bậc 2 nó khác. Đấy. Thì cái bậc 2 ngon lắm, bậc 2 các bạn ném thì các bạn sẽ làm cho mấy thằng kia nó đơ ra. Cũng như là hình như là khi mà thằng đó nó chạy khỏi cái bi choáng anh em là nó sẽ bị nổ. Đấy, lát nữa anh em xem từ từ. Đấy. Nói chung là ngon lắm. Đó đồng tiền lấy ấy. Tuy là cái phần gọi là đầu tư thì cũng có hơi chua, tại vì là mảnh này là anh em chỉ có mua thôi, mảnh những khóa đồng bộ đấy chỉ có mua thôi, chứ không có trong cái xưởng gì nữa trơn ấy, chỉ có mua thôi cho nên là cũng hơi chắc chắn chút xíu. Nè xem này, đấy thấy chưa đâu, đấy con này cùng tim này, này được này, đây đấy, đẹp không, đẹp không? Thì nếu như mình không làm chủ thì tính tiếp làm chủ đi quay clip mà. Chứ bình thường mình không làm clip với là mình làm dân dân thường thôi, đi ăn ăn tiêu chùa thôi. Đây rồi, chúng ta càng sát thôi. Bên kia á ta. Đấy bạn thấy không? Đó, thì nó sẽ bị đóng băng lại trang như đấy. Có thằng bung xịn luôn. Có thằng bung đây này. Ok. Nên ta kìa, ai giờ này vậy ơi. Làm gì em? Anh núp làm gì? Tầm này núp cái gì nữa? Map này hẹp rồi, khỏi lo đâu. Đây em ơi. Này, đã tao ở chờ tận này đang đứng đứng xa xa quá, trời ơi là mình ngại với rồi. Má này bung kém quá, chết em ơi. Dăm ba thằng này. Năng lượng mình học lần tới 12 điểm lần. Với lại là cái năng lượng mình tới 200 điểm cho nên mình không ngáp bất kỳ gì hết trơn ấy. Cứ ăn nghe thoải mái thôi. Ăn em ăn đúng không? Trời ơi trời. Anh đi cả kia này 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 này. Vô 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 vô. Vô. Này. Vô. Tỏi quá trời, mình hành con đứa một mình cái tim
Thì các bạn chơi chơi ganh mà lưu ý, nếu như mà lúc đầu đầu ván các bạn 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 quan sát cái map ấy, nhưng mà chúng ta chia hai bên ra thì các bạn cứ lưu ý đây là sẽ thì một bên là sẽ gọi là ngồi sinh, một bên là của bên chủ đấy. Thì lúc vào nó thì nó sẽ chia làm hai bên cho nó lum lai đấy, chứ lúc lúc xong gọi thì nó sẽ một bên thôi đấy. Rồi cảm thấy bắn con thằng không bắn con thằng mà hành anh em nhiều quá cũng tội lỗi với nồi ra. Năng lượng này hai năng lượng mình tới 200 điểm lận, với lại là nếu là mình chơi mà mình đi tàn sát xíu, còn bình thường mình làm người thì mình thoải mái nữa, làm người thì thằng chủ kia nó ngu rồi thôi chịu. Rồi giờ chơi ganh thì mình làm ganh, chơi ganh bây giờ mình đã phải làm chủ thôi, tại vì là mình cầm đao mình đi càng sát xíu thì là anh em chửi thì chịu. Nói chung là thà chửi chứ mình không có ngu đấy. Tiếng nghe ngay còn nghe cái tiếng y chang như là nó bị vỡ cái gì ra vậy nè, chắc là đã tay rồi. Tiếp tục thôi, mới giờ phải không, để coi nó sẽ bên nào đây. Rồi sẽ bên kia đấy không, anh em mới vô anh em xác định là nó sẽ bên nào trước, của sao anh em cũng làm gì làm thoải mái. Chạy đi trời, chạy kịp chạy nữa thọ lỗi quá. Thì các em thấy cũng hơi kỳ kỳ mà chấp nhận thôi, vì là bây giờ nhiều thằng nó lại lầy quá. Ok này, một trái thấy không, thấy được không, thấy không, thấy không, thấy không, đấy khi mà các bạn bị đơ đấy các bạn sẽ bị nổ tức kia luôn đấy. Mà nếu như trong 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 đi map ấy thì nó cái khoản tỷ lệ nó cực kỳ cao luôn, đi map ấy nó không quá bị dính đòn ấy là cái phần kích khoản nó rất là cao đấy. Em nhìn này, nhìn đi em, anh cứ bình tĩnh để mình test hàng coi. Rồi chờ kịp test hàng nó chết luôn rồi. Tính ra là chắc thử cái bơm này anh em, nhưng mà mình cảm giác chỉ là nó to hơn, nó to hơn cái bơm đất đây nữa, nhưng mà không xét về cái phần ăn đủ nha em nhá, chỉ xét cái phần nổ thôi, to hơn đất đây nhiều đấy, cảm giác như vậy. Ôi dưới ghê vậy, này thì khi mà các bạn bị đóng băng ấy là các bạn nào mà chạy là các bạn có nguy cơ đột đột tử lắm đấy. Thật sự ý là ông nào đi mà chạy chạy là ông nói là dễ dễ, dễ ngủm sớm lắm. Ui, chọn lâu quá. Nè, họ chơi chết luôn rồi. Sát thương nó khủng quá là gì đấy anh em ơi, khổ quá. Rồi, làm skill phí quá anh em, skill đấy thì bị ngon mà phí quá, cả sao. Rồi, tiếp tục thôi. Thì mình đi hai ba ván thôi. Chứ là kiếm cái ván nào mà ông ta to cái xíu ấy mình test nó mới đã. Cái ông mà làm người ấy nhưng mà máu trâu ấy mình test nó mới ngon ngon được. Chứ bây giờ đi toàn mấy ông đi toàn gặp mấy ông nó thấp không mà đi đó, ném phải được chết, tại phải được chết, cho nên là nó hơi tù tù.
Đấy, nó phát là ngấm mẹ này, nói chung là thêm thêm nhát đau để đi luôn ấy, cho nên là rất là khó để mình test cái phần skill của cái bơm đó, được cái phần chón, được phần chón với cái phần mà giảm giảm tốc mấy lần thì mình nghĩ là em thấy rồi. Còn cái phần mà lúc mà nó nổ ấy, còn một cái nữa thì nãy có một cái trường hợp đấy, thì khi mà đang di chuyển trong dụng bơm để mà đang phát động mới lại nên ta sẽ chết tức luôn đấy. Hình như là không 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 phải chết lập tức, nhưng mà ý là cái sát thương nó đủ sát thương để em để nó giết anh em luôn ấy, cho nên là em nên cẩn thận. Tại vì hồi nãy là mình chơi cái thằng 37 ở vực thẳm anh em, là mình thấy gọi là nếu như mà con quá thằng lằn ấy nó không chạy ấy thì ok, mà nó chạy một nó cho thằng nhảy một phát là chết liền đấy. Lúc đó là nó sẽ kích hoạt cái tài năng của bơm nó đầy lên luôn đấy, là tuyệt vời lắm. Nói chung là chiếc bơm này cũng khá đáng đầu tư đấy, thì nói chung là tiến hóa đồng bộ thì cũng hơi tốn tốn, nhưng mà xét thì ngon cũng được, không sao, đem được ba quả mà, đem được ba quả ném ném thoải mái đó. Rồi giờ này giờ chẳng làm chẳng thường, phải coi chủ đâu rồi. Ôi, bán gì mà nhảm vậy ta? Ui, bán nhảm mày cứt ra. Đang 31 điểm. Bán hơi nhảm thực sự anh em. Cảm giác là nó hơi cực kỳ nhảm. Mình cầu mong giờ anh cầu mong như hai chục mà cuối đứa đéo nào nó đánh lại éo có cảm giác gì cả. Đi không? Rồi mắt này làm trụ vui hơn, mắt làm trụ em chạy mới sướng được, mắt rộng như là bản đồ nó cũng khá là ok. Thì mới vô nhưng mình cứ kích hoạt trước 6 cái lên trước đi, mình sau đó thì vô bán mình sẽ xài từ từ, nói không sao cả. Một lần dùng 5 năng lượng thì phải, nói chung là năng lượng cũng chả nhiều đâu nhưng mà sẽ được mà. Rồi một đứa rồi, sorry nha, mình làm boss anh em ơi, anh em bỏ đi quanh em ơi, để làm boss luôn rồi thì thông cảm đi, nói chung là anh em gác bán này không nghỉ rồi. Rồi bên kia hồi xưa bên kia thấy không, không phát đi mẹ hết trơn này đấy. Nói chung là ơi anh em mày làm mình buồn quá, cứ phát đi luôn cái này thì không test hay không, mày test trụ hơi khó quá, test trụ thì nó hơi mượn mượn tí xíu đấy. Còn lâu vậy đấy, cứ cứ quả bơm mà đi hết trơn thì sao mình test cái gì được đấy. Ui. Nó đang quả trên thằng, đang quả trên thằng. Một quả 290 ngàn đao em nha. Đấy. Chung nó cũng hơi gọi là có kỳ gió, nó hơi ấy quá. Rồi, tập dữ dằn này. Ôi, mình 5 triệu máu mà, nên cứ thông thả đi, đập đi.
một quả hai một quả hai 200.000 gram, thằng nào cũng chết. Cái này thì hơi bị phê phê rồi. Chạy đi chạy đi chạy đi chạy đi đâu rồi à, này nó không chạy, nó sẽ phải đi luôn đấy, ép không ép khỉ. Rồi nghĩ thôi em ơi, nói chung là mình test em xem với bơm vậy thôi, nói chung là một phát bơm gần 200.000 đam thì em biết cỡ nào rồi đấy, một phát bơm mà 200.000 đam thì cái sát thương nó cũng ép ép phải gần vừa đâu, chưa kể là cái set súng này là 19.637 rồi, thì nếu như mà ép mắc cái bơm này hiện tại đang là 36.637 phải không, 637 thì đâu mình sẽ làm bộ bơm cái đó 637 thì chúng ta có một cái móc cộng cái phần cường năng lượng này cộng 360 điểm, 360 cộng cho 637 ấy là khoảng chừng 997, 19.997, chúng ta thiếu chỉ có 3 điểm thôi, thì mình sẽ gán lấy thêm một bài đồ gold nữa thì vẫn chẳng 20.000 đấy, thì tập luôn tính tiếp, nói chung là cũng sắp sắp rồi, chỉ cần mà nó mở mảnh bán đứng hóa mảnh nên là ok đấy, thì chỉ cần nó mở ra bán cái mảnh đồng bộ là ok liền à, mắc liền đấy, thì mắc lên là gần, nói chung là mắc lên là mình bảo đảm với em mới được được 20.000 đấy, còn cái phần mà được chiến cũng tăng theo rất là nhiều luôn đấy. Rồi thì dừng thôi, nói chung là mình test em xem vậy thôi, nói chung là cũng khá tuyệt vời rồi, xét súng này thì vô canh với bơm này, tại vì là mùa canh này đã tăng đang cho sát thương cho bơm này đấy, tăng sát thương cho bơm tới 70% lần, nếu em phát được ngẫm liền rồi cho nên là mình cũng test không mình nhiều đâu, nhưng mà anh em có thấy được là có một số pha là nó làm đóng đóng, đóng băng người chơi đấy, thấy không, đóng băng người chơi ít nhất cũng phải chừng 5 giây anh em ấy, có gì 5 giây thì nó cũng không khác gì cái phần choáng của cái con bơm đến đây đâu đấy, khá là tuyệt vời, nhưng mà có điều là mình cũng chưa chắc lắm là nếu như mà người chơi họ có cái phần hộ thể này đấy thì mình cũng biết là nó có gọi là nó xuyên qua luôn hay không, tại vì là anh em mình sẽ bấm choáng cái này thì nó sẽ không xuyên qua, nhưng mà cái bơm bơm băng ấy thì không biết thế nào thôi đấy. Rồi thì hiện tại là mình test em xem vậy thôi, không các bạn đã xem video hôm nay thì tối nay rảnh thì mình lại sẽ live trên cái map, còn không thì thôi. Ok, cảm ơn các bạn đã xem video.